Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Bây giờ là chúng mình đang ở có mặt tại quầy Asus rồi. Hôm nay là ngày hôm sau, tức là có thể là ngày gần cuối của chúng mình. Và cái ngày hôm nay ấy, thì chúng mình sẽ tập trung chủ yếu vào sản phẩm thôi. Hãy cùng đến với cái sản phẩm hấp dẫn nhất ở khu vực này nhá. Ok, hiện tại thì mình đang có mặt ở bên cạnh chiếc màn hình Asus ROG Swift OLED PG49WCD. Chiếc màn hình này là một chiếc màn hình QD OLED với độ rộng siêu khủng khiếp luôn. Nó là 2K siêu rộng anh em nhá, tức là 5126 hay 5100 à đúng rồi, 5120 nhân với cả 1440, tức là 2K siêu siêu rộng. Đồng thời ra thì nó sẽ có một độ cong 1800R để đảm bảo rằng bao phủ xung quanh cái trải nghiệm của anh em. Tần số quét của nó là 144Hz và bởi vì nó là OLED, QD OLED nhá, nên độ phản hồi của nó là 0.03ms, thực sự rất là ngắn. Cái màn hình này thì sẽ đem cho anh em một trải nghiệm chơi game cực kỳ là tuyệt vời, đặc biệt với những cái game đua xe trên chiếc máy này đây. Tất nhiên nó đi kèm một bộ tản nhiệt tùy chỉnh graphene để giảm thiểu cái khả năng gây nhiệt của chiếc màn hình này và cũng như là việc giảm cái việc lưu hình. Thực sự đây là một chiếc màn hình khá là khủng và đây là một trong những sản phẩm đầu tiên trên thế giới có được một cái thông số, một cái spec như thế này.